Alo, bữa nay đó thì tôi sẽ làm một cái video để cho chúng ta biết được cái nguyên tắc của mình lấy mẫu như thế nào ha, và cái test nhanh nguyên tắc mình lấy mẫu như thế nào. Thì để chia sẻ chúng ta cái điều này rất là dễ làm, không gì khó cả, thậm chí tôi sẽ giúp giải thích kỹ hơn nữa. Thì đây là một cái túi mà tôi đã tìm rất là nhiều cái loại test ha, nhưng hình chung nó chỉ có mấy nguyên tắc đó thôi ha. Vì trong đây nó có những cái đã làm rồi ha. À, tôi không muốn chiếu cái thương hiệu nha. Chúng ta biết á, khi làm test nhanh á, hay là làm cái lấy mẫu mà của làm PCR đó, thì nó khác nhau cái gì? Đa số là nó không khác. Thứ nhất, đây là cái que làm quẹt mũi ha, đây là cái que quẹt mũi. Cái que quẹt mũi này đó thì nó đóng cho một cái túi để mà bảo đảm vô trùng, bảo đảm vô trùng. Thì cái que quẹt mũi này nè, nó vẫn lấy test nhanh và nó cũng lấy luôn PCR, chỉ là một cây này thôi ha. Nguyên tắc của cây này đó là thường thường đó, nó làm bằng nhựa, bằng nhựa, và cái đầu của nó đó nó phải bảo đảm làm sao khi mình quét vô trong đó nó không ảnh hưởng tới lại cái sự phát triển của con virus khi mình lấy làm mẫu PCR. Cái đầu này nè, cái đầu bông này nè, đầu bông này nè, đó, chỉ có như vậy thôi nha, chỉ như vậy thôi. Cho nên cái cây này nó có hai loại: loại mềm rất là dễ làm, nhét vô, và nó có cái khớp, cái khớp nó rất là dễ bẻ, rất là dễ bẻ. Cái loại dỏm hơn thì nó rất cứng, mình không bẻ được, để vô thì hơi đau, mà không bẻ được thì phải dùng cái kéo mà cắt, này, cái kéo mà cắt. Đó, thì thông thường thì khi họ bán cái test nhanh, bộ test nhanh á, thì nó sẽ đi kèm theo cái cây này, hoặc là có loại thì mình phải mua cây riêng, nhưng mà đa số là nó có cái cây này, và cái cây mà đi theo bộ test nhanh đa số nó rất là mềm, chỉ cần bẻ chứ không cần cắt. Đó. Và cái cây này tôi nhắc lại, cái cây này nó giống y chang như cái cây lấy mẫu thôi. Nha. Thì chúng ta sẽ qua cái phần mà bộ những cái dụng cụ mà trong test nhanh. Trong test nhanh á, thứ nhất á, là nó có một cái bịch kín này, cái bịch kín này nè, bịch kín này, đó. Cái bịch kín này nó để một cái thẻ. Cái thẻ như thế này, có loại ngắn loại dài, cái loại ngắn loại dài tùy theo cái thương hiệu, tùy theo cái thương hiệu nó là ngắn loại dài, đó nó như thế này, thì nó được bịt vô đây bởi vì cái thẻ này rất là quan trọng, cái thẻ này nó phải đòi hỏi phải là nó vô trùng, cũng phải là vô trùng luôn, đó nó rất là quan trọng cái thẻ như thế này, thì chúng ta nhìn lên cái túi á, chúng ta thấy là có chữ AG test ha. AG có nghĩa là antigen ha, hay là antigen gì đó, tiếng Anh tiếng Pháp gì đó ha, có nghĩa là họ tìm kháng nguyên, họ tìm kháng nguyên. Kháng nguyên là gì? Kháng nguyên là cái xác của con vi khuẩn hay là chính của con vi khuẩn ha. Đó. Có một cái loại khác nữa là ghi là AB ha. AB AB xong người ta ghi là IgG xịp cái IgM đó, thì cái đó cái test nhanh đó là cái test nhanh, là test nhanh kháng thể. Kháng thể thì nó có hai loại thôi, một cái loại thứ nhất á là IgG, một cái loại thứ hai là IgM. IgM có nghĩa là nó mới tạo lên, còn IgG là tạo lâu rồi. Thì có những cái kỹ thuật người ta chỉ làm ra được IgM, là tách ra được cái kháng, cái test nhanh tìm IgM, có cái thì tìm chung hai cái. Nhưng cái đó chúng ta ít quan tâm, có dịp tôi sẽ nói, nhưng tôi chỉ nói về cái test nhanh IgG này thôi, cái test nhanh AG này thôi, có nghĩa là test nhanh kháng nguyên. Kháng nguyên nghĩa là xác, có nghĩa là họ dùng cái này để họ tìm cái xác hoặc là cái con vi khuẩn ở trong vùng mũi họng của mình, trong vùng mũi họng của mình. Nguyên tắc của nó rất giống như cái que thử thai, nó khác cái thử thai là gì? Cái thử thai như là ta nhúng vô nước tiểu, nhưng cái này cần phải lấy ra, dùng cái tăm bông lấy ra cái chất nhầy ở trong mũi mình á, trong vùng tỳ hầu của mình á, rồi sau đó người ta mới pha dùng cái dung dịch
chứ còn nước tiểu thì ai lấy cũng được, nhưng mà cái đó phải pha một cái dung dịch, sau đó từ cái dung dịch đó mình mới đi thử xem là mình trong cái dung dịch cái mũi mình nó có virus hay không. À, thì trước khi mà mình muốn lấy cái mẫu mà mình để mình lấy mẫu đó thì nó phải có một cái dụng cụ để mình có dung dịch để mình bỏ cái mẫu đó vô, đúng không? Bỏ mẫu vô. Thì cái dung dịch đó đó nó có nhiều hãng khác nhau, nhưng nguyên tắc của nó đó là cũng là cái dung dịch đệm để mà pha cái que của mình bỏ vô trong đó làm cho nó tan ra. À, chúng ta nhớ là nó là cái những cái ống như thế này, à, những cái ống như thế này, đó. Hoặc là những cái ống nhỏ hơn. Hoặc là những cái ống nhỏ hơn. Đây, ống nhỏ hơn. Và cái ống nhỏ này nó đã chứa sẵn hết dịch rồi. Đó, chứa sẵn hết dịch rồi. Ta đông đo đủ rồi, ta đông đo đủ rồi. Đó. Còn cái loại dài như thế này thì có nhiều người hỏi tôi là mua về sao không thấy cái gì hết. Thì lúc đó thường họ đi kèm với mình một cái lọ như thế này. Cái lọ dung dịch như thế này. Để gì? Để trước khi mình làm á, mình sẽ chiết cái dung dịch này vô trong cái ống này, vô trong cái ống màu xanh này. Ha, mình mở cái này ra, mình chiết vô, đó, mở cái này ra chiết vô, đó. Thì cái này phải chiết từng cái trước khi làm, phải chiết từng cái này. Cái này thì không cần chiết, bởi vì nó đã có sẵn cái lượng dung dịch rồi, ha, đã có sẵn cái lượng dung dịch rồi, đó. Và chúng ta nhớ là cái ống này nó khác hẳn với lại cái ống mà khi mình lấy PCR. Cái này rất là mềm, bóp nó xẹp, bóp nó xẹp, hả? Tương tự như vậy, cái này bóp nó xẹp để làm gì? Để cái bóp xẹp này đó mình dễ dàng bóp nhỏ xuống dưới cái giếng, ha? Cái giếng này chúng ta sẽ nói cái thẻ này sau, nha, cái giếng này nè, chúng ta sẽ nói cái thẻ này sau. Thì nguyên tắc của nó là nó phải mềm như vậy nè để mình bóp. Thứ hai, nó mềm mình mới vắt được. Tại vì sao? Khi mình nhúng cái cây vô đó thì mình phải vắt nó, mình phải quay 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 cái cây đó trong cái dung dịch đó, xong mình kéo lên một chút để mình dùng cái mình bóp cho mình vắt vắt cái que đó để cho nó hết cái nước đi, rồi cho cái chất đó nó xuống hết trong cái dung dịch này để khi mình thử nó mới chính xác. Nha, thì mình thấy là hai cái này nó mềm đúng không? Trong khi cái lọ mà đựng mẫu của PCR nó rất là cứng. Cứng ạ. Đó. Đó là như vậy nha. Bây giờ sẽ bàn về cái, à quên, đây nè, chúng ta nhớ là mình nhìn sâu vô cái que này nè, nhìn sâu vô cái ống này nè nha, cái ống này nè, nó sẽ có một cái màng ở dưới, cái màng ở dưới. Cái màng nó có tác dụng gì? Cái màng nó tác dụng để lọc, khi mình nhỏ cái dung dịch nó vô mình cắm cái que vô nó sẽ lọc lại, thì xin nhiễu xuống nó rất là trong, nó rất là tinh, nó không có cặn, hả, nó không có cặn, cái lọc rất là hay đó. Cho nên cái que này nếu mình trọt xuống, mình trọt mạnh quá đó, nó trúng cái mạng lọc nó cũng thường thì nó không hơn được, nhưng mà mình đừng có trọt mạnh xuống dưới hả. Còn cái loại này, cái loại này nè, thì nó làm tiện hơn cho người ở nhà, mà bởi vì sao? Bởi vì nó có cái nắp này, à, cái nắp này, các bạn nhìn cái nắp này ha. Thì cái nắp này á, nhìn bên trong này nè, nó cũng có một cái màng lọc màu trắng nha, cái màng lọc màu trắng đó. Và chính cái màng lọc này khi mình gắn, mình nhúng que vô rồi mình rút bỏ que đi đó, thì mình gắn ngược vô đây nè nha, mình gắn ngược vô đây nè, thì nó sẽ rất là kín và nó có cái màng lọc luôn. Khi mình chút ngược là mình nhỏ đó, chút ngược là như vậy, sao mình gắn mình nhỏ đó, thì nó sẽ cũng lọc qua bên kia, cũng lọc bên kia nha. Rất là đơn giản, rất là đơn giản đó, rất là đơn giản, cho nên người ta làm tại nhà là rất là bình thường, không có gì khó cả. Nhìn qua cái thẻ, qua cái thẻ, cái thẻ này đó nó thường nằm trong một cái vỏ bọc, cái vỏ bọc có nhiều hãng khác nhau, nó đều có cái vỏ bọc hết. Còn cái que thì nó sẽ nằm trong cái túi vô trùng. Còn cái chai này thì được bít lại, nó cũng vô trùng. Còn cái màng lọc này thì nó rất là đơn giản, cái này rất là đơn giản.
nó không cần thiết vô trùng lắm đó. Và cái ống này nếu mình sử dụng cái ống như thế này thì nó cũng có hai đầu, đầu xanh đầu trắng. Đầu xanh là để mình bỏ cái ống vô, đầu trắng là mình mở ra mình nhỏ xuống, rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì đây là cái thẻ, những cái thẻ khác nhau ha. Những cái thẻ khác nhau, tôi cũng không muốn nói về cái thương hiệu lắm nha, nhưng mà tôi che được không được thì thôi nha. Thì nó có rất là nhiều nguồn khác nhau, có thể của Đức, có thể của Hàn, mà cũng có thể là của Mỹ, rất là nhiều hàng khác nhau, của Nhật, rất nhiều hàng khác nhau. Và tôi nghĩ là ít cái nào mà nó sai lắm, nếu mà cái bộ y tế mình cho phép ha. Được chưa? Là cái túi đựng cái thẻ. Bây giờ mình lấy trong cái thẻ ra, nó là que, nó là một cái thẻ như thế này nha, nó thẻ như thế này đó. Cái này là những cái người ta làm rồi nha. Thì chúng ta nhìn lên cái thẻ này đó, chúng ta phải hiểu là nó có một cái giếng, cái chỗ lõm này nè, thường ta gọi là cái giếng. Cái giếng đó là cái chỗ để mình nhỏ cái dung dịch, sau khi mình vắt, mình làm xong xuôi hết rồi, mình nhỏ dung dịch vô đây ha. Và bên này là người ta thường đánh cái tên ha, của test ở đây, test kháng nguyên, cái kháng thể gì đó. Thì nguyên tắc của cái giếng này là cái gì? Ở giữa của nó một cái dạng giống như là giấy thấm vậy đó. Cái này nè ha. Cái này giống như dạng là giấy thấm vậy đó. Nó có hai chữ, là chữ C và chữ T. Chữ C và chữ T. Tuy nhiên nước ngoài á, nước Pháp á, thì nó có chữ T và chữ R ha. Và chúng ta nhớ là C là trứng, nhưng mà tiếng Pháp T cũng là trứng ha. Thì người ta nhìn rất là đơn giản, cái chữ nào đó mà nó xa cái giếng này nè, nó có hai chữ đúng không, thì cái chữ nào xa cái giếng là cái chữ là chữ trứng. Nhưng mình dễ nhớ nhất là control với lại test, đa số là ta dùng theo cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Mỹ ha. Control, test, thì cái chữ nào mà xa cái giếng này là đó là trứng. Tại sao nó có trứng? Cái trứng này để làm gì? Cái trứng này nó để chứng minh là cái thẻ này còn tốt, cái dung dịch này còn tốt, còn tốt. Cho nên nếu mình nhỏ cái gì vô không biết, mình mở cái thẻ này ra không biết, mà khi mình làm xong mà không có cái vạch trứng này, chứng tỏ là tất cả hư hết, tất cả hư hết. Tại nó chứng minh là còn tốt mà, thì nó phải hiện lên, nó phải hiện lên, bắt buộc nó phải hiện lên. Người ta làm cái cấu trúc như thế nào đó, khi cái nước này nè nó đi qua là nó sẽ hiện màu đỏ lên, để chứng tỏ cái nước đó là chuẩn và cái thẻ này là chuẩn. Cho nên nếu mà chúng ta nhỏ vô mà cái dòng trứng này nó không hiện lên, coi như không có làm gì được hết, bỏ hết, bỏ hết. Thành ra lúc nào nó cũng phải có một cái vạch C này, vạch trứng này mới chứng tỏ là nó còn đó. Thì như vậy thì sao? Mình làm test là mình tìm cái vạch thứ hai nó nổi lên hay không. Nếu vạch thứ hai nổi lên nghĩa là mình bị có virus trong họng mình. Nếu vạch thứ hai không nổi lên chứng tỏ là trong họng mình không có virus, hoặc virus rất thấp chưa thể lây được, tùy theo cái test nha, rất thấp chưa thể lây được. Và nếu virus rất thấp chưa thể lây được mà nếu mình bị bệnh á, thì 3 ngày sau nó sẽ nổi lên. Về nguyên tắc 3 ngày sau nó sẽ nổi lên. Thế thì người ta làm hai cái test cách nhau 3 ngày là đa số là nó nổi ra ha. Hoặc là mình không bệnh luôn, rồi sau đó mình làm tiếp mình nói được ha. Đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái test này ha. Cái test này là như vậy, nguyên tắc là như vậy. Tương tự như thử thai thôi, mình cấm vô nước tiểu không, nó chạy nó lan lên, nó ra cái trứng, chứng tỏ là cái que này còn tốt. Nó pha hai vạch nghĩa là có thai. Tương tự cái này, nếu mà nó phải nổi màu đỏ lên thì cái này còn tốt. Nổi màu đỏ của cái chữ C lên, chữ trứng lên, cái vạch vạch mà nó xa cái giếng này nè, đó không tốt. Và nổi lên hai vạch nghĩa là mình dương tính. Còn chỉ có nổi cái vạch trứng thôi nghĩa là mình âm tính. Nhưng nếu không có nổi cái vạch C này lên nghĩa là cái này bỏ, không bàn tới cái chữ T nữa. Nếu không có vạch C thì không bàn tới chữ T nữa. Chúng ta nhớ nha, đó là cái nguyên tắc như vậy. Thứ ba là cái này mình nhớ là như vậy nè. Khi mình nhỏ vô cái giếng này nè, khi mình nhỏ dịch vô cái giếng này nè, nhỏ dịch vô cái giếng này nè, thì mình sẽ quan sát xem là mình sẽ thấy cái giấy ở
cái giếng, cái thanh này nè, cái độ lõm cái thanh này nè, nó sẽ đổi màu từ từ, đổi màu từ từ, từ từ. Có nghĩa là sao? Nó sẽ hấn hút cái nó sẽ ngấm cái dung dịch mà mình lấy ra từ mũi mình á, mình hòa tan vô cái dung dịch đệm á, nó hút lên, nó đổi màu từ từ. Thì thông thường là cái chữ C nó nổi lên trước. C nó nổi, tại vì nó làm nó bắt rất là hay, nó bắt là nó à cái này còn tốt nha. Rồi sau đó nó sẽ nổi cái chữ T hay không? Nó sẽ nổi cái chữ T hay không? Nha. Đó, cái đó rất là đơn giản, rất là dễ làm. Không gì khó cả. Nếu mà chúng ta quyết định làm thì làm rất dễ nha. Bây giờ tôi sẽ làm một cái đơn giản khác là cách lấy mẫu nha. Trước khi lấy mẫu á, nếu mà mình tiện thì mình rửa tay nha. Mình có thể rửa tay bằng dung dịch cồn nha. Đây, tôi ở nhà có rất là nhiều cái chai gel này nha. Rửa tay cũng đơn giản thôi nha. Đơn giản thôi đó. Sau bước mấy bước vậy đó cũng sạch nha. Nhưng nếu các bạn đi lấy mẫu cho người dân mà mình không rửa tay sau khi mình lấy người này mà lấy người khác, thì cái bàn tay của mình á, cái người đó thở ra nó sẽ dính vô cái bàn tay của mình, và cái bàn tay của mình thọt vô cái người thứ hai, thì là mình là người có lỗi. Tôi nói thật, mình là người có lỗi. Các bạn đi lấy mẫu thử tự nghiệm lên đi, mình đã bao nhiêu lần làm sai rồi, mình hại người ta rồi. Tại vì hai người đó ngồi gần nhau nó sẽ lấy, thà là mình đừng làm, còn mình làm phải làm cho đúng. Còn nếu không mai mốt xuống ông Diêm Vương, ông sẽ hỏi tội mình lý do tại sao mày làm như vậy. Cho nên cái việc mà lấy mẫu xong rồi rửa tay thì gần nó rất là quan trọng. Đừng có đổ thừa lý do là tôi bận tôi này tôi kia, không làm thì thôi, làm là phải làm cho đúng, bởi vì cái chuyện đó ảnh hưởng tới nhiều người khác. Còn nếu không chỉ cho người ta làm, điều này không khó. Bây giờ tôi làm thử nha. Đây là cái que lấy mẫu ha. Que lấy mẫu này nó có hai đầu, một đầu tăm bông và một đầu nhựa. Chúng ta xé hay cắt cái đầu nhựa này ra, xé hay cắt đầu nhựa ra ha. Nếu mình tiện mình dùng kéo mình cắt, còn nếu mình xé được thì mình cứ xé ha. Đó. Xé rất là đơn giản, đúng không? Xé rất là đơn giản, rất là đơn giản, không có gì khó cả đó. Và khi mình xé như vậy, nếu mình lấy mẫu tự mình lấy thì dễ cái thọt vô. Còn nếu mình lấy cho nhiều người thì mình nên đứng đó cho người ta tự lấy. Mình chỉ cần cầm cái ống thôi, cầm cái ống thôi, mình đứng, mình thấy người ta lấy sai thì mình để người ta lấy lại cho đúng, lấy lại cho đúng. Đừng có làm cái kiểu mà không rửa tay vậy làm hại người ta ha. Thì trong cái cây này thì mình kéo ra, chúng ta xoay ha, chúng ta xoay thì chúng ta sẽ thấy có một cái khất màu đỏ, khất màu đỏ ha. Không biết các bạn có thấy không, nó khất màu đỏ rất là nhỏ. Thì thông thường á, khi chúng ta đưa vô mũi á, thì nó qua cái khất này thì đa số là nó đúng, đa số là nó tới ha, đa số là nó tới. Vậy khất màu đỏ này nó cũng rất là éo le nha. Có những nơi có những cái que rất là dỗm, que rất là dỗm, không có cái khất này, cái khất của nó bẻ không được thì dùng cái kéo cắt, dùng kéo cắt ha. Dùng kéo cắt thì que rất là cứng, nó hơi đau một chút ha. Thì nó có khó gì đâu, có khó gì đâu. Bây giờ chúng ta hơi ngửa cổ ra ha, để que nè đưa thẳng vào mũi ha, đưa thẳng vào mũi thôi. Tôi cố gắng tôi làm cho các bạn thấy ha, đưa thẳng vào mũi thôi, đưa từ từ vô, đưa từ từ vô ha. Ngửa cổ đưa từ từ vô đó. Khi mình đụng có mình cảm giác thốn thốn ha, mình xoay nhẹ hai ba cái, nó hơi thốn một chút ha. Đây tôi xoay qua cho các bạn thấy, đúng không? Nó xoay lại hơi thốn chút đó. Khi mình kéo ra một cách nhẹ nhàng thì cái que này xem như là chúng ta đã lấy mẫu xong nha. Chúng ta đã lấy mẫu xong thì cái lấy mẫu xong này đó thì chúng ta có thể đưa cho cái người đằng trước mình đó, bỏ vô cái ống đó, tích tắc không có vấn đề gì mà nó nhiễm ngoài hết đó. Đúng không? Năm người lấy năm người làm thì có việc gì đâu mà người dân làm không được. Mình làm mà để lây cho người dân như vậy mà tôi cũng thích nha, tôi cũng thích, rất là chán cái chuyện đó. Thì như vậy thì cái khâu này, vậy khâu làm test nhanh thì tới đây nó rất là giống nhau nha. Khâu test nhanh mà khâu PCR thì cái này hoàn toàn giống nhau, bỏ dung dịch thôi. Thì tôi sẽ làm thử một cái dung dịch
này nha, ống ngắn này đây đó, thì mình sẽ không khó lắm khi mình làm một tay đâu, không khó lắm đâu. Tôi nghĩ tôi cầm như thế này đúng không, tay nó cầm như thế này đây nè, cảm ơn. Mình lột cái này ra rất là đơn giản nha. Cắm cái này vô đúng chưa, xoay 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 cho nó tan ra, nó tan ra, thậm chí là mình bóp như thế này nha. Bóp xoay đó. Mình vừa bóp vừa xoay như vậy thì nó sẽ tan hết cái này ra nha. Tan hết cái này ra thì mình kéo ra thôi, kéo ra thôi nha. Cái này bỏ đâu, cái này bỏ đâu, có khả năng là mình sẽ nhét lại trong cái này ha. Đó, nhét vào cái này. Và chúng ta nhớ là cái ống này nó không thể lây bệnh được, mà mình làm một mình cũng chả lây cho ai, đúng không? Bởi vì cái ống này nè, khi mình nhét vào trong đây á, là nó sẽ làm cho con virus trở thành cái xác của nó thôi, trở thành cái xác của nó thôi, chả có cái gì nó hết ha. Thì cái này mình có thể làm sao bỏ vô rác y tế ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy một cái nắp của nó, cái nắp của nó đây ha. Đây là cái nắp của nó đó. Chúng ta cắm ngược vào đây, xem như là chúng ta đã có được một cái dung dịch nha, để chuẩn bị nhỏ vào cái thẻ. Rất là đơn giản, rất là đơn giản. Thì cái thẻ của nó nằm trong cái này, đúng không? Nó có cái chỗ xé này, thì mình cứ xé ra thôi. Và nó cũng sẽ hiện lên, nó sẽ xuất hiện hai phần. Một phần là cái giếng, một phần là cái tên test. Một phần là cái tên test. Mình để xuống mình nhỏ thôi, rất là đơn giản, cũng không cần thiết phải là cái gì cái gớm hết, miễn sao mình làm cái nó sạch thôi, sạch thôi. Tại vì có mình làm thôi, không thể lấy cho ai được, không thể lấy cho ai được, không lo lắng lắm. Thì bây giờ mình xé cái này ra, đúng không? Khéo léo mình cầm một tay như vậy mình xé rất là đơn giản, tôi thấy không có gì đặc biệt hết. Rút cái này ra, thì đây là một cái giếng, đó, một cái thẻ, nó có một cái giếng, một cái chỗ tên mình đó vậy thôi. Bắt đầu mình để xuống bàn. Rất tiếc là tôi dụng cụ của tôi nó không có đủ nhiều ha. Đây nè ha, mình để xuống bàn đó, tôi cố gắng tôi quay nhưng mà quay không được, để tôi nhỏ là tôi sẽ đưa lên cho các bạn coi nha. Đó thì chúng ta sẽ nhỏ, nhỏ rất là đơn giản, nhỏ vô cái giếng này thôi nha. Cái này nhỏ vô cái giếng. Thì thông thường cái này đó, người ta sẽ hướng dẫn cho mình là nhỏ bao nhiêu giọt. Ha, nhỏ bao nhiêu giọt. Có cái thì 7 giọt, có cái thì 5 giọt, có cái 10 giọt. Chúng ta coi, nhưng mà nó không sinh lập nhiều đâu. Ví dụ như cái ống này nó cũng vậy, nó cũng kêu mình nhỏ 7 giọt sau khi mình mở cái nút trắng này ra. Sau khi mình mở cái nút trắng này ra đó. Và trong thời gian mình nhỏ thì mình có thể dọn dẹp hiện trường, dọn dẹp hiện trường đó, hiện trường thôi. Thì tất cả những cái này nó không có hại gì hết nha, chỉ có cái que này hy vọng là nó có cái gì lây thôi. Nhưng mà mình đã nhúng vô là nó chết sạch hết rồi, nhúng vô là chết sạch hết rồi. Đó. Còn cái ống mà chúng ta lấy là tôi nhét vô trong cái ống này, mình khi mà cái que khi mình lấy mình nhét vô trong cái ống mà làm PCR đó, thì cái ống đó, đó thì cái chất trong cái ống đó đó là nó nuôi được virus. Còn cái ống trong cái cà que này nè, cái đồ bóp này nè, là nó không có nuôi được virus, nó diệt virus hả. Có cái gì đâu, đúng không? Sau khi chúng ta nhỏ xong, chúng ta chờ 15 tới 30 phút tùy theo cách test. Và tôi nói với anh chị nghe nè, khi nó ngấm qua, nó xuyên qua cái này nè, thì nó sẽ đi qua cái test trước, nó sẽ đi qua cái vạch test trước, đúng không? Nó ngấm từ dưới này, nó ngấm lên từ cái giếng, nó ngấm lên thì đi qua cái vượt qua cái test trước. Cho nên đa số nó sẽ hiện lên cái test trước xong mới hiện lên chữ C. Cho nên mình thấy nó hiện lên chữ C á,
là mình mừng, chứ còn không nó là hiện lúc hai cái luôn. Ngoại trừ cái nồng độ nó thấp quá thì nó chưa có hiện, nhưng mà nguyên tắc chúng ta phải ở đây, chúng ta chờ, chờ để đẩy ngang, chúng ta chờ. Rất hiếm cái trường hợp bụi bặm gì nó bay vô nó hư, tôi nghĩ không có. Rất là đơn giản, cho nên ở nước ngoài người ta làm vậy thôi, nhưng mà tại sao dân mình làm không được? Thì đây là cái thẻ tôi đã nhỏ rồi, tôi đã chờ thôi nha, tôi chờ thôi. Đó là thẻ cho bản thân, nhỏ cho bản thân mình đó. Và cho tới hiện nay nó đã hiện lên chữ C rồi, nhưng nó chưa hiện lên chữ T, chứng tỏ là cái khả năng rất là nhiều là test của tôi âm tính. Tuy nhiên tôi không phải ở đó tôi chờ, chờ cho tới khi nào mà đủ 15 phút. Và các bạn nhớ nha, nếu người ta nói 15 phút hoặc ta nói 30 phút thì mình tới đó mình coi. Trước đó thì mình đoán thôi, trước đó mình coi, coi cho xong rồi bỏ, chứ đừng có để nửa tiếng. Người ta nói 15 phút mình để 1 tiếng sau mình soi có thể nó sẽ hư, mình không biết được. Cho nên cố gắng, mà cái chuyện này không gấp gáp gì. Nếu hiện lên chữ C mà chưa hiện lên chữ T là khả năng âm tính nó lực cao, tại nó đi ngang qua chữ T rồi mới đi tới chữ C, nó ngắm theo cái tốc độ ngắm mà đó ha. Như vậy thì khó không? Khó gì cả, chả nó khó gì cả. Tại sao mà nước ngoài nó làm được rất đơn giản, tại sao nước mình lại nói không làm được, đúng không? Đúng, rất là bực mình là tại sao Bắc Giang chỉ cho dân làm, trong như cái tỉnh, những cái tỉnh khác bây giờ nè, mức độ nặng này hơn Bắc Giang không? Chắc chắn là nặng hơn, số ca nó sẽ nhiều hơn, nó căng thẳng hơn. Mình gom lại mình làm để làm cái gì? Đặc biệt theo tôi hiện nay đó, thì cái người mà đi lấy mẫu ngoài hiện trường phải chỉ cho người dân tự lấy cái que này, xong rồi cắm vô trong cái ống đó thì dân mới an toàn được. Nếu ai không biết làm thì mình tấp người ta ra làm, chứ cái tay của mình mà mình làm hư như vậy là diêm vương xuống hỏi tội mình. Tôi nói thật, làm cái gì phải làm cho đúng, làm cho đúng nguyên tắc, đúng nguyên tắc. Thì bây giờ tôi sẽ dọn dẹp, bởi vì không có thời gian để kéo dài như vậy. Và cho tới hiện nay, cho tới hiện nay thì cái que của tôi mới nhỏ vô nè, nó hiện ra một vạch chữ C. Mình cũng phải để như vậy cho đủ 15 phút, nửa tiếng tùy theo cái test, để rồi chúng ta coi lại. Thì khả năng nó rất là bình thường, và nhiều người về chỉ người nói với tôi là hai vạch, sợ sai nhưng mà không, rất là khó sai. Rồi, chào tất cả nha, hy vọng cái video này sẽ nói được nhiều điều.